là thất tráng. Đây là thất tráng. Còn đây, còn đây ở Minh Long. Thì ngày hôm nay thì đây, giới thiệu với các bạn, đây là thất tráng. Thất tráng là ở Minh Long, ở huyện Minh Long, là nó là một danh lam thắng cảnh được UNESCO công nhận vào tóm kỳ quan thế giới. Đây các bạn đang chiêm ngưỡng. Hôm nay thì mùa hát nước, nếu mà nước lên thì thất tráng chảy nước là nhiều, mà nước từ trên thác á sẽ đổ ra tới ngay chỗ mình đang đứng đây. Đây. Và hôm nay là mùa không có nước. Đây, đây nữa. Đây là đây xin đi. Rồi đây là thôi em ạ.